thợ ảnh nhá, mà giỏi về vẽ mà thì làm rất tốt như thợ ảnh toàn thợ ảnh bây giờ học nhau. Bây giờ nguyên tắc là sao? Cái ảnh nó phải có chiều sâu. Bây giờ anh di đi hết bóng bóng người ta, người già phải nhăn nheo đây là phần mẹ già thành cái mặt bằng làm sao mà đẹp? Mất hết cái chất. Ảnh nghệ thuật nhé. Vâng. Có bao giờ nó là phẳng đâu, nó lép đấy. Trong cái xe thì cái ảnh nghệ thuật mà nhìn có cái ảnh nào ấy, trông rất gai, gai góc này chứ, trông ảnh nó mới đẹp. Cái mặt của các bạn lớn dần phải lên hết, lên căng lên, lên chụp ảnh nghệ thuật. Mới bây giờ chụp ảnh được thiếu nữ, được thiếu di thật, nó phải thân đường cong, chiều sâu, thể hiện thì mới đẹp được, đúng không? Không ai hoàn hảo mà, tại sao em phải xóa đi? Xóa phẳng lì đi, thành nó mặt phẳng, xấu. Mình học xong cái hồi trở học lớp 7, xong bắt đầu lên đây học vẽ. Lớp 7, học xong lớp 7. Đúng rồi. Lên đâu học vẽ? Lên trên hợp tác xã này vẽ. Lên trên hợp tác xã này. Hợp tác xã ở đây luôn. Ừ. Cũng là ở hàng đảo luôn. Vâng. Có là hợp tác xã chuyên này gì ạ? Vẽ truyền thần, hợp tác xã vẽ truyền thần Hà Nội. Đấy hồi là cái gì mà chẳng vào hợp tác xã, cắt tóc cũng vào hợp tác xã. Đúng vậy, nhớ chưa? À, có cái hồi anh em còn bé. Vâng, hợp tác xã vẽ truyền thần Hà Nội, đúng không? Tức là khoảng năm nếu mà lớp 7 thì sẽ khoảng năm mười mấy tuổi, 17 tuổi, chào 17 tuổi. 17 tuổi thì bắt đầu đi học. Học lên đây học truyền 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 nghề luôn của các bạn ở trên này, những các lớp ý bây giờ thì... học khoảng bao nhiêu lâu ạ? Thì mình ra trường được. Học cái này kiểu học truyền nghề lâu sau cũng sống là người làm. Vừa học vừa làm. Đến bây giờ thì vẫn phải học. Học cứ học mãi mà. Cuối chiều cái ảnh vẽ xong thì tôi nhìn vào cái này có ca đã khó thế này rồi chứ mà càng vẽ thì nó càng lộ cái kém của mình lên. Thế thì cái thời hoàng kim của vẽ trên thần là những năm bao nhiêu? Thời kỳ được chống lên máy đặt cực kỳ ít. Những năm 70 nhé. Những năm 70, 60, 70 rồi. Hồi trước ở cửa của hàng đào nhiều lắm, phải đến hàng chục cửa hàng ấy. Thế là hồi đấy là máy ảnh chưa có, đúng không? Hiếm. Máy ảnh chưa có rồi thì... Riêng hàng đào mà có vài chục cửa hàng đúng không? Hàng chục thôi. Hàng chục đúng không? Đó là một vài chục. Vài chục thì quá hết cả. Vâng, hàng chục. Nhưng trước đây bên kia có, gấp lại có. Nhưng bây giờ là trên phố Hàng Đào là duy nhất cửa hàng của anh là còn hàng chủ đây. Bên cửa hàng có 7 hàng ngang vẫn của hợp tác xã này. Tin đấy thì trung bình một ngày khoảng bao nhiêu khách đến chơi? Trung bình một cái tiệm. Rồi bây giờ cũng không tính được. Đại khái là khoảng một người một ngày vậy. Làm cho hai ngày. Tức là anh phải giải quyết trong vòng một ngày xong hai ảnh từ một đến hai ảnh thì mới giải quyết được. Tức là nhu cầu cao mà như nhiều quá. Toàn là việc sĩ việc chết chủ liên tục. Người chết thì cần phải ảnh. Cái giai đoạn ném bom đấy là nhiều người chết rồi thì không có gì và già rồi thì phải mang ra vẽ luôn. Có khi vẽ sáng chiều đã lấy rồi. À đúng rồi, để người ta kịp thời. Đến đâu mà được nói thẳng là cái hồi còn trẻ nó còn ấy bắt sáng chân tay nó không đỡ thì làm việc nó tốt nhưng bây giờ thì chịu luôn ngóng mắt thì toét đâm vào đít người ta đền chết
mà không đèn thì mình ngã mình gãy xương. Xương bây giờ giòn lắm rồi. Gãy rồi đây này. Ui thật ạ, thế là một lần gãy rồi. May mà tay trái nhá. Tay trái là như bình thường. Đây này, gãy luôn. Bây giờ sợ làm xương, bây giờ nó giòn. Già rồi hỏng hết, trả được cái mẹ. Mà các cậu bây giờ mẹ có tiền mà hưởng thụ mẹ đi, không phải già. Chán lắm. Biết cái gì không rồi. không cần phải đi gọi là vũ chuyên nghiệp mà anh tự chế nó có cả vũ chuyên nghiệp đấy, vũ chuyên nghiệp đấy. Nếu mà mình tự chế cái này thấy đi vào đẹp như sao đâu. Bắt cái khói vào đây. Nhưng mà mình bắt bằng ống bơ hay là bằng cái nào đó? Ống bơ. Rồi xong lên lên. Còn ông là anh ông nội có ảnh của ông ấy cũng có ảnh mẹ ông có thêm vẽ ra một ông bố ông. Bút ra đâu bố ra đây. Cứ phải lọc ba cái mới bắt đầu ra một cái. Ngày xưa có cái câu con không giống lâu thì giống cánh. À là dựa theo người thân đấy đúng không? Đúng không? Cái thế dựa vào cái đó. Là bố đi bố tưởng tượng, bố vẽ là không ra ảnh được. Nếu ông không có nghề, ông không ngồi ông vẽ. Vẽ cái này như vào ở trong tờ cái tôi ngồi tôi tưởng tượng ra bố tôi như thế này cũng không lâu sau vẽ được thành ảnh. Nhờ nghệ nhân. Tôi là tôi là thợ. Thợ đây. Em đi đây. Tôi đi được rồi. Cháu vào nhà báo, cháu vào La Xá nó xem một đầu thế kỷ các cụ chụp ảnh khác bây giờ bao giờ ảnh mấy cái đèn đặt mấy ven mấy chiều sâu đấy ấy đấy trong vào trong cái bảo tàng làng La Xá ảnh thì cháu nhìn thấy chụp ảnh thời kỳ đó và cái thời kỳ chuẩn bị và thời kỳ bây giờ nó từng giai đoạn một thì cháu nhìn thấy một chiếc bây giờ làm cái kỹ lắm để 100 năm mà vẫn không bị mất. Thế là kiểu rất lâu rồi. Để 100 năm thì sau giấy nó giòn như bánh đa. Nhưng mà ảnh nó vẫn còn vẫn chỉ còn qua thời gian nó cũng nhạt màu vàng. Nguyên tắc của nó nhé, là anh làm cẩn thận. Hồi trước trước khi bắt đầu tất cụ của làm ảnh thì bắt đầu rửa ảnh ngâm vì trong đó ảnh lấy hóa chất và cái thuốc để hiện hình và thuốc hãm là người của hóa chất thì anh phải cho vào một cái giọng nước chảy và hết cái hơi thì xong rồi sau cái thời kỳ chống Mỹ thì có bố mình các thứ làm vất vả cái chân thau nước thì ít nhưng vất vả cái chân thau là hàng trăm cái cho tao vớt ra treo khô rồi sau tự nó phá đúng không? Thế nó khác thì đúng không? Tại vì trong ảnh nó cái thuốc hãm này thuốc hiện hình này thuốc ấy nó đều có hóa chất hết thế anh không được khử anh cái mùi gì mà thì có khi để vài tháng đã học tức là nó phá thôi chứ không cần đặt. Tại sao mình cứ hỏi tại sao nó nhanh học thế chẳng nhẽ mình cứ ngồi rồi mình nói ra người ta nói là khoét kiểu gì đấy cháu thấy bây giờ có những cái ảnh chụp cách đây phải 500 năm mà nó vẫn y nguyên mà bóng của nó cực đẹp mà càng đẹp theo thời gian thôi. Mà tóc trước người ta lấy bóng men nó có cái ánh sáng rất đẹp của dân có chiều sợ dày của tóc bồng bây giờ cứ lì đèn thì kia nó lấy tí men ở trên trắng thế mà người bình thường nó bảo tóc tôi sao chặn thế đúng không nghe nó cứ quá bóng bẩy rồi. Bây giờ mà vẽ cho những người bình thường bảo này là bị bạc đây là
nhưng mà không có cái bóng này thì làm sao nó có cái bồng bềnh, nó có cái chuyện sốt của sợi tóc nữa. Còn là trong nhìn người dưới kia kia đấy đây chủ đúng không? Vâng. Tại sao nếu mà những người bình thường bằng tóc bạc, bạc nào bạc? Đấy là những cái ảnh ấy chụp từ những năm 60 đấy. Mà bây giờ vấn đề không được vẽ lại thôi, vẽ lại tức là chụp không vẽ lại. Bây giờ những gì bóng đen nó lên hết chưa? Đúng không? Vâng. Ồ, con lấy ảnh đánh chưa? Đây, nó phải có ánh đèn để nó lên cái bóng quen nó mới đẩy được mặt ra cái ảnh kia đúng không? Để mấy cái đèn đúng không? Cháu không cho đâu. Dạ. Ánh sáng. Thôi hoặc là ảnh lê lin này, ánh sáng hắt thế này mình nhìn thấy cả buổi chiều mảng bên này tối. Bây giờ mà khách bảo sao mặt tôi nó đen thế là con chết rồi. Đúng không? Nó phải thật. Ừ. Nó có chiều sâu chứ các họa sĩ tối ấy là đỏ trước có người tránh bản tắc thế mình thân phải mình thân phải thì đỏ bản cuối tiền điều mà hồi đó khổ quên vẽ đây mổ vẽ hút thuốc lá xong ngồi ngồi hiện đại quá, không được trừu tượng khó xem lắm.